Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và sau đây là lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tấn phong giám mục Latin duy nhất tại Ai Cập. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Tomasi làm đại sứ của Ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia nhiễm coronavirus. Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Francisco. Giám mục của người nghèo tại Mỹ Tây Cơ qua đời vì virus tàu. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Tomasi làm đại sứ của Ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta. Ngày 1 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi làm đặc sứ của Ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta, thay thế Đức Hồng Y Angelo Becciu. Diễn biến này xảy ra sau khi Đức Hồng Y Becciu bị buộc phải từ chức đầy kịch tính hôm 24 tháng 9 vừa qua. Như thế, chỉ trong khoảng 5 tuần, Đức Thánh Cha đã quyết định bổ nhiệm các vị khác thay thế các chức vụ do Đức Hồng Y Becciu đảm nhận. Hôm thứ Năm 15 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Marcello Ceramaramo thay thế Đức Hồng Y Becciu trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh. Hôm Chủ nhật 25 tháng 10 năm 2020, Đức Thánh Cha cũng tuyên bố vinh thăng Đức Cha Marcello và Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi cùng 11 vị khác lên hàng Hồng Y. Trong thư đề ngày 1 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Hồng Y Becciu và bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Tomasi thay thế. Trong thư gửi Đức Tổng giám mục Tomasi, Đức Thánh Cha cũng xác định rằng Đức Tân Hồng Y sẽ có mọi quyền hạn cần thiết để quyết định bất kỳ vấn đề nào có thể nảy sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ được giao phó cho Ngài và sẽ là người phát ngôn duy nhất của Đức Thánh Cha về tất cả những gì liên quan đến mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Hội Hiệp sĩ Malta. Đức Tổng giám mục Tomasi, năm nay 80 tuổi, Ngài sẽ được thăng Hồng Y trong công nghị vào ngày 28 tháng 11 năm 2020. Năm 2016, Ngài đã nghỉ hưu sau 13 năm làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đặc biệt tại Geneva. Trong vai trò đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y tân cử Tomasi sẽ nhận lời tuyên thệ của vị tân thủ lãnh Hội Hiệp sĩ sẽ được bầu trong cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 11 tại Roma. Hiện tại, Hội Hiệp sĩ Malta đang gặp khủng hoảng cơ cấu sau khi Đức Thánh Cha buộc vị thủ lãnh trước đó là Đại Hiệp sĩ Matthew Feasting từ chức vào năm 2017. Sau đó, hiệp sĩ Giacomo Dalla Torre đã được chọn thay thế hiệp sĩ Feasting, nhưng vị tân thủ lãnh này đã qua đời hồi tháng 5 năm nay. Ngày 7 tháng 11, các hiệp sĩ đã tuyên khấn sẽ tổ chức một hội nghị khoáng đại, quy tụ các đại diện từ các tỉnh và các ngành của hội để chọn vị thủ lãnh mới. Tấn phong giám mục Latin duy nhất tại Ai Cập. Cha Claudio Lurati sinh ngày 21 tháng 2 năm 1962 tại Como, Italia. Ngài được thụ phong linh mục thuộc dòng thánh Comboni ngày 23 tháng 12 năm 1989. Ngài từng là thừa sai tại Sudan trước khi hoạt động thường xuyên tại Ai Cập. Trong tư cách là linh mục, rồi bề trên miền của dòng thánh Comboni tại nước này. Năm 2007, Ngài cũng từng làm tổng quản lý của dòng ở Roma. Ngày 6 tháng 8 năm nay, Đức Cha Francisco đã bổ nhiệm Ngài làm giám quản tông tòa miền Alexandria, Ai Cập. Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là nghi lễ tấn phong giám mục cho Ngài tại thủ đô Cairo do Đức Hồng Y Linardo Sentri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương chủ phong vào ngày 30 tháng 10 vừa qua. Đức Tân Thượng Phụ Pier Battista Pizzaballa của Công giáo Latin Jerusalem là vị thụ phong trong lễ tấn phong giám mục này. Hầu hết 90 triệu dân Ai Cập theo Hồi giáo, 10% là tín hữu chính thống Coptic. Bên cạnh đó, còn có hơn 200.000 tín hữu Công giáo Coptic hiệp thông hoàn toàn với Tòa Thánh do Đức Thượng Phụ Sidrek coi sóc. Công giáo nghi lễ Latin chỉ có 64.000 tín hữu được ủy cho Đức Tân Giám mục Lurati coi sóc.
Đức cha Lurati là vị giám mục duy nhất của Công giáo nghi lễ Latin tại Ai Cập. Hiện diện trong thánh lễ tấn phong giám mục còn có Đức Hồng Y Antonios Nagin, nguyên thượng phụ giáo hội Công giáo Coptic Ai Cập, Đức thượng phụ Ibrahim Cedric của Công giáo Coptic. Thánh lễ truyền chức cho Đức cha Lurati diễn ra lúc 6 giờ chiều thứ Sáu 30 tháng 10 tại nhà thờ Thánh Giuse trước sự hiện diện của đông đảo các giám mục Coptic cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Sentry nhắn nhủ Đức Tân Giám mục Lurati đặc biệt săn sóc nhiều sinh viên Công giáo từ Sudan và Nam Sudan, Eritrea và các nước phi châu khác đến Ai Cập để học hành. Tiếp đến là các dòng Công giáo Latin đang cộng tác với giáo hội Công giáo Coptic. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, nhiễm coronavirus. Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã bị nhiễm coronavirus. Ngài năm nay 78 tuổi, là Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Perugia ở miền Trung Italia. Thông cáo công bố chiều ngày 28 tháng 10 vừa qua cho biết, Đức Hồng Y đang sống thời điểm này trong niềm tin tưởng, hy vọng và can đảm. Vài ngày trước đây, đứng trước tình trạng số người bị lây nhiễm coronavirus liên tục gia tăng tại Italia, Đức Hồng Y Bassetti kêu gọi mọi người gia tăng ý thức trách nhiệm. Thông cáo của nhà chức trách y tế Italia cho biết số người bị dương tính coronavirus trong vòng 24 tiếng trước đó là gần 25.000 người, là mức kỷ lục từ trước đến nay, và có 205 người chết. Số người bị phát hiện lây nhiễm gia tăng cũng nhờ các cuộc xét nghiệm lên tới mức kỷ lục gần 20.000. Dư luận tại Italia không lo lắng vì con số ca nhiễm gia tăng cho bằng tình trạng các nhà thương có thể bị tràn ngập trong thời gian tới đây. Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Francisco. Một linh mục California đã chính thức được huyền chức theo yêu cầu của chính ngài. Một bức thư đề ngày 2 tháng 11 từ Đức cha Jamie Soto đã cho biết như trên. Vị cựu linh mục này cũng đã bị buộc tội cưỡng bức và thao túng tình dục, nên Đức cha Jamie Soto cũng kêu gọi các linh mục trong giáo phận ăn chay một ngày như một hành động phạt tạ tội lỗi lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Tuyên bố của Đức cha Jamie Soto viết, vào ngày 10 tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấp thuận yêu cầu cá nhân của cha Jeremy Leatherby cho ngài trở lại tình trạng giáo dân và từ bỏ lời hứa độc thân linh mục. Ông Jeremy Leatherby đã được thông báo về quyết định của Đức Thánh Cha vào ngày thứ Ba 27 tháng 10 năm 2020. Ông Leatherby không còn bất kỳ trách nhiệm hay quyền lợi nào dành riêng cho hàng giáo sĩ. Các tín hữu Công giáo được khuyến khích không tham gia vào thánh lễ hoặc bất kỳ bí tích nào khác do ông ấy cử hành. Việc cựu linh mục Jeremy Leatherby viết thư cho Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu được huyền chức được ghi nhận là một tiến bộ vì trước đó ngài tuyên bố chỉ công nhận Đức Benedicto thứ 16 là giáo hoàng, bác bỏ tính hợp pháp của Đức Thánh Cha Francisco. Nhờ tiến bộ này, ngài không bị vạ tuyệt thông. Với quyết định huyền chức này, tiến trình xét xử theo giáo luật tội lạm dụng tính dục người lớn cũng chấm dứt vì Leatherby không còn thuộc hàng giáo sĩ. Cho đến nay, vị phụ nữ được tường thuật là bị lạm dụng tính dục vẫn bác bỏ mọi quan hệ bất chính với Leatherby. Nên có lẽ Leatherby cũng không bị tòa đời làm khó dễ. Tường cũng nên nhắc lại, một trong lá thư mục vụ gửi các tín hữu đề ngày 7 tháng 8, Đức cha Jamie Soto, giám mục thứ 9 của giáo phận Sacramento miền Bắc California, đã thông báo về tình trạng tuyệt thông của cha Jeremy Leatherby. Cha Jeremy Leatherby bị vạ tuyệt thông tiền kết late sententiae vì ngài vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ, bất kể đã được Đức cha Jamie Soto hướng dẫn không được làm như vậy, và ngài cũng đã từ chối thừa nhận Đức Thánh cha Francisco là người đứng đầu giáo hội Công giáo. Trong một lá thư đề ngày 7 tháng 8 gửi đến các tín hữu Công giáo của giáo phận, Đức cha Soto tuyên bố rằng cha Jeremy Leatherby đã đặt mình và những người khác vào tình trạng ly giáo với giáo hội Công giáo Roma. Bằng những lời nói và hành động của mình, cha Leatherby đã bị vạ tuyệt thông tiền kết late sententiae. Đức cha Soto nhấn mạnh rằng, điều này có nghĩa là với ý chí của mình, ngài đã tự tách mình ra khỏi sự hiệp thông với giám mục Roma là Đức Thánh cha Francisco và các thành viên khác của giáo hội Công giáo.
Tháng 3 năm 2016, cha Ledevi đã bị cách chức cha sở giáo xứ dâng Đức Mẹ vào đền thánh của giáo phận Sacramento và bị đình chỉ thừa tác vụ linh mục, trong khi một cuộc điều tra đang được tiến hành về cáo buộc cha Ledevi có hành vi sai trái tình dục với một phụ nữ. Hàng trăm người ủng hộ ngài đã ký vào một bản kiến nghị nói rằng cáo buộc này là sai trái và thúc giục Đức cha Soto dỡ bỏ lệnh treo chén cha Ledevi. Đức cha Soto cho biết thêm, cha Ledevi đã vi phạm chỉ thị của tôi khi dâng lễ và giảng dạy công khai cho một số tín hữu. Ngài đã giảng họ chống lại tính hợp pháp của Đức Thánh cha Francisco. Trong khi đọc kinh nguyện thánh thể khi dâng thánh lễ, cha Ledevi cũng đã thay thế tên của Đức Thánh cha Francisco bằng tên của vị tiền nhiệm của ngài là Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16 và đã không nhắc đến tên của đấng bản quyền là Đức cha Soto. Đức giám mục Sacramento cho biết rằng chính cha Ledevi đã xác nhận lập trường ly giáo của ngài. Sau khi ương ngạnh không trả lời một số câu hỏi của tôi qua điện thoại và thư từ, giờ đây ngài đã xác nhận lập trường ly giáo của mình. Vì tai tiếng nghiêm trọng của những hành động này, tôi không còn cách nào khác ngoài việc thông báo công khai hậu quả của các quyết định do ngài lựa chọn. Ngài đã tự mang đến cho mình một vạ tuyệt thông tiền kết. Trong một lá thư vào ngày 3 tháng 8 gửi cho cha Ledevi, Đức cha Soto cảnh cáo rằng những hành động này đã đặt anh và những người khác vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng về đạo đức và rằng ngài phải ngưng ngay mọi thừa tác vụ bí tích và phải thực hiện một đời sống cầu nguyện và đền tội dưới sự hướng dẫn của tôi. Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào tháng 3 này, buộc nhiều cơ sở trên khắp đất nước phải đóng cửa, bao gồm cả các nơi thờ phượng. Khi chính quyền địa phương và tiểu bang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, cha Ledevi đã dâng thánh lễ hàng tuần cho các nhóm nhỏ tại nhà riêng. Tổng cộng, những người tham dự thường xuyên có thể lên đến 350 người. Trong một tuyên bố ngày 6 tháng 8, vị linh mục nói rằng, trong tình trạng khẩn cấp, ngay cả những linh mục bị huyền chức đều có thể và thậm chí có nghĩa vụ về mặt đạo đức phải ban phát các bí tích cho các tín hữu. Ngài giải thích rằng, ban đầu ngài mang các bánh thánh mà trước đó ngài đã thánh hiến trong các thánh lễ riêng đến các nhà khác nhau. Ngay sau đó, ngài đã lái xe khắp thành phố, mọi ngày, mọi Chủ nhật, để ban bánh sự sống đến cho những người công giáo. Từ đó, ngài bắt đầu dâng lễ tại nhà của mọi người. Tuy nhiên, tôi đã cử hành những thánh lễ này trong sự hiệp thông với Đức Benedicto chứ không phải với Đức Thánh cha Francisco. Nhiều người đã tham gia với tôi, cùng quan điểm với tôi, rằng Đức Benedicto vẫn là một vị giáo hoàng đích thực, cha Ledevi nói trong tuyên bố hôm 6 tháng 8. Vị linh mục cho biết ngài không chấp nhận rằng việc thoái vị vào năm 2013 của vị giáo hoàng đã nghỉ hưu và cho rằng việc thoái vị đó đã không đáp ứng các yêu cầu đối với các hành động từ chức hợp lệ của một vị giáo hoàng theo giáo luật. Đức cha Soto cũng nói rõ ràng, trước những sự kiện đáng tiếc này, đã có một tiến trình giáo luật đang diễn ra liên quan đến các hành vi bị cáo buộc khác của cha Jeremy Ledevi về việc vi phạm lời khấn của linh mục. Quá trình này phải thừa nhận là kéo dài đã lâu, vẫn đang tiếp tục và nằm trong tay các vị hữu trách khác của giáo hội. Những sự kiện mà ngài đã tự đặt mình vào tình trạng tuyệt thông không liên quan đến những cáo buộc trước đây và cuộc điều tra sau đó. Đây là hai vấn đề riêng biệt. Trước các diễn biến đáng buồn này, Đức cha Soto đã khuyên bảo các tín hữu và hàng giáo sĩ trong giáo phận. Các giáo sĩ và các tín hữu đều được khuyên tránh xa các cố gắng dâng thánh lễ hoặc bàn các bí tích khác của cha Ledevi. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho sự hòa giải và sự trở lại trong tình hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo Roma của ngài. Cầu xin sự truyền cầu của Đức Maria đầy ơn phúc của chúng ta giúp cha Ledevi biết ăn năn về những tổn hại mà ngài đã gây ra cho giáo hội. Xin mẹ với lòng từ mẫu một lần nữa quy tụ chúng ta lại thành một mối hiệp thông duy nhất của giáo hội thánh thiện và được thanh tẩy bởi bửu huyết của chiên con là con mẹ Chúa Giêsu. Giáo phận Sacramento như hiện nay đã được Đức Thánh cha Leo thứ 13 thành lập vào ngày 28 tháng 5 năm 1886. Giáo phận bao phủ một diện tích lên đến 110.325 km2 trong tổng số dân 3.550.900 người, có 987.700 tín hữu công giáo, chiếm 27.8%. Giáo phận có hơn 150 giáo xứ và các cứ điểm truyền giáo trải dài trên 20 quận hạt của tiểu bang California. Đức cha Soto đã được Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục phó vào tháng 10 năm 2007 và đã kế vị Đức cha William Wagen từ ngày 30 tháng 11 năm 2008. Giám mục của người nghèo tại Mễ Tây Cơ qua đời vì virus tàu.
Đức cha Arturo Lunarias, giám mục đã nghỉ hưu của Tehuantepec, được biết đến với danh hiệu là giám mục của người nghèo và nổi tiếng trong việc quảng bá giáo hội bản địa, đã qua đời vào ngày 31 tháng 10, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 95 của mình. Ngài đã có kết quả dương tính với COVID-19 vào tháng 10. Cha Alejandro Solalinde, giám đốc một nơi tạm trú dành cho người di cư trong giáo phận Tehuantepec, đã viết trên Twitter một câu hơi bi quan. Sự ra đi của Đức cha Arturo Lunarias khép lại một chương trong lịch sử của giáo phận với các mục tử tiên tri, những người dấn thân cho công lý và cho sự loại bỏ các cơ cấu áp bức và loại trừ. Nổi tiếng với phong cách lịch lãm, ngôn ngữ dịu dàng và vẻ bên ngoài rất thư sinh nho nhã, Ngài thường mặc quần jean xanh, áo thun và đeo một cây thánh giá lớn bằng gỗ. Đức cha Lona đã phục vụ giáo phận Tehuantepec ở miền nam bang Oaxaca trong 29 năm. Ngài đặc biệt nhấn mạnh vào việc phục vụ các cộng đồng bản địa, đặc biệt là thông qua giáo dục và đào tạo các linh mục bản xứ. Ngài cũng là một trong những giám mục đầu tiên ở Mỹ Latin tập trung vào các vấn đề môi trường. Đức cha cũng thúc đẩy các hợp tác xã, bao gồm cả hợp tác xã đầu tiên của Mễ Tây Cơ về cà phê, theo tờ báo La Jornada. Rodolfo Soriano Nunez, một nhà xã hội học nghiên cứu về giáo hội Mễ Tây Cơ cho biết, Ngài là người sống sót cuối cùng trong một nhóm giám mục trẻ, được các thánh giáo hoàng John 23 và Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm cho một số giáo phận nghèo nhất ở Mễ Tây Cơ vào những năm 1960. Đức cha Lona sinh ngày 1 tháng 11 năm 1925 ở Aguascalientes, nơi được coi là trung tâm của Công giáo trong cuộc xung đột bài Công giáo của chính phủ Tin lành Mễ Tây Cơ. Ngài bước vào cuộc sống tu trì năm 1952 và phục vụ tại một khu vực miền đông Mễ Tây Cơ được gọi là Huasteca. Tại đây, Ngài làm việc với những người dân bản địa và học các ngôn ngữ của họ. Đức giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã phong Ngài lên hàng giám mục vào năm 1971. Được chuẩn bị bằng kinh nghiệm của mình ở Huasteca và được truyền cảm hứng từ hội nghị Medellín năm 1968 của Hội đồng Giám mục Mỹ Latin, Đức cha Lona đã quảng bá một giáo hội bản địa và thể hiện sự trân trọng đặc biệt đối với đời sống tâm linh của người bản địa. Chương trình của chúng tôi đến là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.